Lời dạy của Tổ Quy Sơn, Thiền sư Quy Sơn Linh Thượng trước tác, Hòa thượng Thích Nhật Quang giảng giải, diễn đọc Thích Nữ Hạnh Từ. Thí như sương xuân bốc sớm chợt có liền không, cây bờ dây giếng nào được lâu dài, niệm niệm qua mau trong một sát na dứt hơi tức là đời khác, cớ sao an nhiên để ngày tháng qua suôn. Ngài nêu lên những sự kiện đổi thay trước mắt để chúng ta tỉnh mà lo tu. Sở dĩ có lời cảnh sách là vì ta không thấy được vô thường, nhanh chóng và sự mỏng manh của kiếp người. Ví như sương đêm đọng trên lá cây ngọn cỏ, nắng lên liền tan, hay cây mọc ở miệng giếng rất dễ bị lung lay, xô đẩy nhẹ cũng có thể bật gốc rồi chết. Mạng sống của chúng ta giữa đây là như vậy. Nếu mình không gầy dựng được công phu tu hành thì tuổi tác chồng chất, thời gian qua suông vô ích. Có người loay hoay cả đời, đến khi nhìn lại thì thân đã già nịnh. Lại có người ham tu nhưng luôn bị những cảnh duyên trước mắt làm bất ổn, không thể tập trung chuyên nhất vào công phu. Ví dụ nghe nói ngày mai tận thế, mình lo tận thế rồi tu không được nữa. Giả tỷ trời đất sụp đổ thì cũng có mình trong đó, làm sao đứng ngoài được mà lo lắng làm gì. Tại sao không nghĩ rằng hiện tại tu không được đã là tận thế rồi? Chư huynh đệ đừng nghĩ rằng trời sập xuống là tất cả đều mất hết. Nhân đã gây tạo thì phải trả, nếu trả chưa hết, nghiệp lực lại dẫn tới chỗ khác để trả cho xong. Tôi có một người huynh đệ đang tu bình thường, tự dưng nói phải lên núi tu mới có kết quả, rồi về núi cất an tu hành, chẳng màng thế sự. Anh nghĩ rằng chỉ cần mình muốn tu thì nhất định sẽ gầy dựng được, nhưng không thể biết trước được điều gì. Khi anh về núi, người Phật tử hứa giúp đỡ anh, không giúp nữa. Ở vài ngày thì hết đồ ăn, anh bắt chước các vị thiền sư lượm trái lật, trái dẻ, nhưng rồi cũng không có gì để ăn. Muốn trở về chùa nhưng không có tiền đi xe, anh thất tha thất thểu từ sáng đến chiều, được người ta cho cơm ăn, cho tiền về xe. Không biết nguyên nhân động lực nào thúc đẩy mà đang sống yên ổn tự dưng lên núi tu hành rồi quay trở về với bộ dạng như vậy. Anh về chùa tinh thần đã hụt hẫng, mất thăng bằng, lầm lũi sống gần 2 tháng mới gầy dần trở lại, nở được nụ cười với mấy huynh đệ. Thế nhưng anh vẫn muốn đi nữa. Trải qua mấy lần như thế, cuối cùng anh trở về nơi chôn nhau cắt rốn của mình, che một âm tranh sống qua ngày. Anh cũng ngồi thiền tụng kinh nhưng không tiếp xúc với ai, không dám mở miệng nói rằng mình là người hiểu đạo vì thấy xấu hổ. Mỗi khi nhớ lại những lời dạy của các bậc thầy, anh càng xót xa cho mình. Sống như vậy một thời gian, anh mới gầy dựng được hào khí tu tập. Lúc này trên 50 tuổi, gần hết một đời người, anh mới nhận ra con đường mình phải đi. Lại có một vị thầy tụng kinh rất hay, thường được Phật tử mời đi tụng đám. Tuy được trọng vọng, nhưng trong lòng ông luôn thấy những giờ niệm Phật hay thời tịnh độ 2 tiếng đồng hồ đều không dính dáng. Cảm nhận như vậy nên ông lơi lỏng công phu rồi bỏ chùa đi. Một người đủ duyên đủ tài, Phật tử sẵn sàng cúng chùa cúng đất, hỗ trợ tu hành, nhưng ông không nhận, cho là mình còn nhỏ, không dám trụ trì. Ông tới những đạo tràng khác xin tu, ở chừng 1-2 tuần ông lại quậy gói đi. Mấy năm sau trở về chùa, ông đến thăm và hỏi han chuyện học hành của tôi. Tôi nói, tôi đang học, sau này lớn lên, nếu quý thầy sắp đặt việc thì làm, chứ không toan tính hay mơ ước gì hết. Bây giờ chỉ sống yên ổn như vậy. Nghe thế ông khóc, phải chi 7 năm trước đây tôi nói được một câu như thầy, thì không đến nỗi như bây giờ. Hồi đó tôi cứ thấy việc tu hành không dính dáng, không thể chấp nhận việc cơm cháo qua ngày, nên cứ muốn làm cái gì đó, cất bước siêu phương học đạo tu hành. Sau này ông hay đi tụng đám, ai mời gì cũng dùng, uống rượu say sưa. Không nhớ kinh để tụng,
chỉ từ một giấy niệm không chấp nhận được với hiện tại mà trở thành con người như thế. Bước không tới mà vẫn đi trong mờ mịt, để rồi sống lay lất qua ngày, quên mất tâm nguyện xuất gia ban đầu của mình. Tôi biết chư huynh đệ ở đây cũng có nhiều ước mơ, có khi nghĩ rằng đi thuyết pháp sẽ nói thế nào, làm trụ trì sẽ ra làm sao. Ước mơ không sai, nhưng nếu dùng tâm cao ngạo của mình để so sánh với người này người kia mà chính công phu tu hành lại không gầy dựng nổi thì chẳng tới đâu hết. Cuộc đời rồi cũng tàn lụng theo thời gian. Đối với người tu, những lời giảng dạy của thầy tổ là chất liệu không thể thiếu để chúng ta gầy dựng công phu của mình. Cho nên chớ có xem thường, dù đọc một lời kinh hay học một bài pháp ngắn cũng phải ghi nhớ để thực hành. Như vậy không bao lâu ta sẽ nhận được giá trị thiết thực của Phật Pháp. Nghĩ đến điều này, chư huynh đệ phải cố gắng hơn, tích cực tu học, dù làm việc, thọ trai hay tọa thiền đều cố gắng. Mọi sự trước mắt đang trôi nhanh một cách thần tốc, những gì đã qua là mất, không tìm lại được. Nếu ta không gầy dựng được công phu tu hành thì hôm nay như thế, ngày mai như thế, cuối cùng rồi cả đời cứ lóe lên một chút rồi vụt tắt, tâm tối kéo dài mãi, của cải xài hết thì nghèo thôi. Lời cảnh sách của chư tổ như ngọn roi da quất vào người để chúng ta tỉnh mà lo tu, không để ngày tháng trôi xuông vô ích. Có một tiền kiếp Phật là người con bất hiếu, khi chết Ngài đọa vào địa ngục. Ở đó Ngài thấy chúng sanh kêu la thảm thiết, thân như cây lửa, đầu đội vòng lửa. Ngài bèn hỏi cai ngục, những kẻ ấy tạo tội gì mà bị hình phạt ghê gớm đó? Quỷ ngục đáp, tội bất hiếu. Ngài rúng động hỏi tiếp, bao giờ những người đó mới hết bị tội báo? Chừng nào có một người con bất hiếu khác xuống thay thì sẽ hết. Khi ấy, vòng lửa liền bay chụp lên đầu Ngài. Ngài đau đớn và phát đại nguyện chịu thay tất cả những thống khổ này. Nguyện trên đời đừng ai bất hiếu để phải đọa vào đây nữa. Ngài vừa phát đại nguyện xong thì vòng lửa biến mất, cảnh địa ngục cũng không còn. Phật dạy chúng ta phải nỗ lực tu tập để độ mình và độ người, hổ tương cho huynh đệ cùng tiến lên. Chư huynh đệ đồng nguyện đồng hạnh, đùm bọc nâng đỡ nhau trong đời sống tu tập, nhất định chúng ta sẽ cùng thành tựu. Tóm lại, người học Phật phải biết đối diện trước mọi nhân duyên thuận nghịch của cuộc đời, để rồi gầy dựng cho mình một cuộc sống tự tại an vui. Những năm 1975, chư tăng mới về vùng đất này gầy dựng, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn và bất như ý. Nhưng nhờ sự trực tiếp hướng dẫn của Hòa Thượng Tôn Sư, chư huynh đệ đều biết rằng nhân duyên trong thời điểm ấy là như vậy, nên ai cũng yên lòng lao động và tu học. Bấy giờ, anh em khai hoang đất thành những mẫu ruộng để trồng tỉa hoặc cấy lúa, tạo phương tiện sống. Đến khoảng những năm 80 thì việc tu mới hanh thông. Những gì gầy dựng tạm có thành quả, trong thời điểm khó khăn mà anh em gầy dựng được như vậy, thật là đáng quý. Đôi khi nhìn lại tôi cũng giật mình, không biết sức mạnh nào giúp chúng tôi an ổn vượt qua khoảng thời gian dài như thế. Thường chiếu lúc này có khoảng 20 người, viên chiếu chừng 30 người và các chiếu khác cũng đang thành hình. Mỗi tháng thầy đến một hai lần, đem gạo và những thứ cần thiết để nuôi dạy tăng ni trẻ. Dù khó khăn cỡ nào, thầy vẫn luôn có mặt, trực tiếp chỉ dạy tăng ni tu hành. Bận rộn đến mấy, thầy vẫn không quên giảng dạy, nhắc nhở chúng tôi tu học. Có khi huynh đệ mệt quá, học không nổi, nhưng nghe không nổi cũng phải nghe, mệt mỏi bệnh hoạn cũng phải học. Thầy nói, ngày nào tôi còn, tôi sẽ dạy dỗ mấy chú, làm tròn bổn phận của mình. Tuy nhiên những khó khăn về vật chất thì huynh đệ phải ráng lên rồi sẽ vượt qua. Tất cả những gì chúng ta có được hôm nay đều nhờ sự hộ trì của Tam Bảo và đại nguyện của Hòa Thượng Tôn Sư. Chỉ có thầy mới dám nhận tăng ni trẻ đưa về đây, rồi đích thân chống gầy tới lui chỉ dạy từng chút. Ngày hôm nay nhìn lại mới thấy công đức thầy tổ gầy dựng không phải là ít. Cho nên chư huynh đệ phải hết sức trân trọng nhân duyên này.
Chúng ta có phước duyên được làm con cháu của Hòa Thượng, phải nhớ công ơn của Ngài mà ráng tu sao cho xứng đáng.